Hai, mến chào các anh em. Bữa nay nói chung chủ nhật thiệt nhưng mà đi đám mà không dám nhậu luôn. Uống nói chung có một chai bia thôi. À, tại vì khi đi đi đám anh em, anh ba anh dặn trước rồi. Anh nói mày mà uống nhiều là thứ hai mày làm không nổi cái dao tao, chẻ đầu mày. Tật mình thì nói chung chẻ đầu sợ đau anh em. Chẻ mà nó không đau thì chẻ cũng được, mà ngán cái chẻ đầu chắc đau lắm. Bởi vậy mình nghe anh cũng ớn, thôi đi đám không dám nhậu. Rồi về nói chung cũng trả lời cho anh em luôn, để hứa lên hoài mà không có lên clip được ha. Thứ nhất là bữa nay ha, có anh nhiều anh em ha hỏi mình trui cái dao á, là mình trui nhớt hay là trui nước là nó bén. Nó thì anh em bữa nay mình nói lên, mình nói cho anh em rõ luôn rằng cái thép á, thì tùy theo cái thép mình trui nhớt ha anh em. Đó, tùy theo thép mình trui nhớt, tùy theo thép mà mình trui dầu, tùy theo thép mà mình trui nước nóng, mà tùy theo thép mình trui nước lạnh đó anh em. Có loại thép trui bằng nước đá nữa nha anh em. Đó, anh em thấy mình lên mình trui bằng nước mắm đó. Anh em thấy không, vẫn bình thường, ok bình thường. Rồi nước suối anh em đó, anh em thấy là nhiều, không phải là nước suối với nước sông mà nó khác nhau nghe. Màu lửa anh em mình canh lại nha, chứ không phải thấy vậy đâu nghe. Anh em mình làm dọc nhiều đi rồi anh em mình sẽ biết đó. Giống như một cái giọt nước mà ở trên núi, anh em thấy mấy cái chú mấy bác ở ở miền miền ngoài không, nếu mà ai mà dám để một cái khe suối ở trên mà nó chảy xuống trùi, người ta đâu có dám trùi, tại nước trên đó nó dao động, nhiệt độ nó cao thấp hoài chứ đâu phải nó giữ vững đâu. Thì giống hệt như mình nó, mình nói cái nước sông cũng vậy, cái tháng mưa anh em trùi làm sao, tháng nắng trùi làm sao, đâu dám ai thọt đâu, thọt xuống sông. Giống như những cái vùng mà người ta làm bằng ghe đó, anh em thấy cái vùng An Giang, Kiên Giang đồ, Cà Mau rồi đó đó, mấy cái miệng miệt đó, đó là anh em người ta đi làm là ta làm bằng trẹt, bằng cái bằng gì, bằng trẹt, bằng phà gì đó anh em. Rồi người ta đập búa máy đổ dưới sông luôn anh em. Thì nhưng mà ta trui tới trui thì người ta cũng đâu có trui, mấy chú mấy bác đó đâu có trui dưới sông đâu đó. Thì người ta cũng sẽ múc vô thao, vô bể, vô máng, vô tô gì đó, người ta trui chứ ta đâu có để dưới sông mà ta trui trực tiếp đâu đó. Thì tức là ở trong đó nó sẽ cái nhiệt độ nó biết cao thấp lên, nó làm ảnh hưởng tới cái đồ mình ha đó. Thì bữa nay thì mình hướng dẫn cho anh em một cái là bằng nhíp xe của mình, chính nhíp xe của mình mà mình trui, à mình trui bằng nhớt của anh em ha. Lưu ý rằng bữa nay mình trui cái búa bằng này nhíp xe, nhưng mà mình trui trực tiếp vô nhớt. Giờ mình mài mình thử cho anh em mình xem ha, mình mài không cần mài tới đá thô luôn, mép mình làm đã chuẩn rồi ha. Mình sẽ lấy đá nước mình mài đá nước khoảng độ 1.000 đó, đó cái độ mịn khoảng 1.000. Rồi xong mình sẽ lướt liếc lại đá bùn có độ mịn khoảng 2.000 đó, thì mình mài lại cho anh em mình xem đó. Thì nói chung mình không có cái gì mình đo, mình cứ nói 1.000 với 2.000 đi anh em ha. Thì nó mịn nhiêu nó mịn kệ nó đi, nhiều khi nó mịn có 1.900 anh em. Mình không có cái gì mình đo mình cập vô được ha, thì mình nói vậy đi cho anh em dễ hiểu ha. Rồi thì mình chỉ lấy hai 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 cái thôi, chỉ hai hai loại đá thôi mình mài thôi anh em đó. Rồi thì bây giờ trước tiên đó, mình đi lấy một cái búa mình làm nguội cho nó đẹp đàng hoàng, rồi cái bắt đầu cái mình đi trui cho anh em mình xem thử. Đó là cái búa nhíp xe. Ví dụ anh em nào muốn thích về nhà tự trui, ở đây mình bán phôi dao, phôi búa, phôi gì tất cả về cho anh em mình tự trui ha. Nhưng mà đa phần là cái phôi dao cho anh em mình về thí nghiệm mình làm đó, nó rẻ tiền thôi anh em. Thí dụ ở đây mình đập sẵn anh em về nhà tự làm nguội mà trui giống hệt như thằng Cường trui ha, giống hệt như mình đây trui, mà trui ví dụ mà không bén nhắn tin lại bình luận lại chửi thằng Cường, Cường ok. Nói chung cái thép mình nó rất là dễ trui, nó nói thẳng vậy thôi, đừng có giống như không phải như dòng bi lò xo đồ này nọ anh em còn mò tới mò lui. Anh em mình ở đây chỉ đốt một màu lửa giống hệt như mình nói, anh em mình nhúng vô nhớt hoặc vô cái gì, nói chung thì đó mình lại mình nhắn tin cho mình và trui giống hệt như mình là anh em lụm liền rồi. Vậy là mài mài bén thôi, đem đi cho phụ nữ mài cũng bén không cần mép đã mà mỏng vậy ha.
phụ nữ mài cũng bén, liếc liếc xài cũng bén, không cần mà nói tới là anh em mình mài kiểu mà mày đá to rồi đá mịn rồi vừa vừa rồi xuống cấp nữa là đá mịn thiệt mịn rồi vậy, rồi liếc qua đá bùn rồi liếc qua gì da cừu da dê da heo da bò gì đó có tùm lum hết trơn hả, phiền phức lắm anh em mình, phiền phức lắm. Ở đây chỉ mình mài, nói chung là làm mép rồi anh em tru rồi mài đá nước rồi vậy xài, có đá bùn thì tốt, không có đá bùn thôi đó. Rồi bây giờ mình tiến hành mình làm cho anh em mình xem ha. Rồi rồi bây giờ mình sẽ đốt cái lửa lên anh em ơi, rồi bắt đầu mình trui, rồi khi đó anh em mình nhìn cho kỹ, khi đó mình sẽ nhúng vào nhớt luôn anh em ha, nhúng đã vào nhớt này luôn để cho anh em mình xem ha, anh em mình xem cho kỹ nha, tại nhiều khi cái trui của mình trui rất là lẹ anh em ha, mình nói chung tập trung ha đó, mình lúc đó đừng có chớp mắt nha. Rồi anh em
Rồi, ok, tạm được cô chú anh chị. Rồi lau chùi xong cô chú anh chị. Rồi, đâu thử là mấy nhát chơi. Giờ cả lông giò nó hết ráy rồi. Giờ tới mình cắt giấy chơi. Thử ha. Thôi, được rồi cô chú anh chị ơi.